Vâng, em xin chào các anh. Này, hôm nay thì em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái con giải mã của Onkyo nhé. Con này có mã là OnX7A. Đấy, cái dòng này thì bây giờ đang có rất nhiều các anh đang hỏi em, bởi vì là nó cái giá thành của nó vừa phải và nó thuộc vào dòng công nghệ DNA-Link2, tức là công nghệ giải mã không mồi 24 bit. Đấy, mà giá rất hợp lý thôi. Với những con như này thì giá của nó hiện nay là chỉ có là 1.190.000 con này thôi. Đấy, mà giải mã tiếng rất là hay, lại còn làm công suất được. Đấy, nên là nhiều bác thích cái con này, đặc biệt là cái con này nó có cái màn hình xanh cũng rất là đẹp nữa. Đấy, đây có X7A đây nhá. X7A hôm nay em đưa lên các bác đây, như các bác thấy là đây. Đấy, hàng còn đẹp luôn nhá, hàng đẹp luôn này, hàng đẹp long lanh luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, và con X7A này thì là nó có xuất xứ tại Gia Bình này. Đấy, đây cũng là một nguyên nhân mà rất nhiều bác thích nó nhá. Đấy, và con này thì là công suất là 48W điện 100V. Đấy, dòng này nó cho tiếng cực kỳ hay. Đấy, rất là hay để nghe nhạc vàng, nghe các thứ, nghe rất là mộc mạc và chi tiết nhá. Đấy, nghe rất là mộc mạc và chi tiết luôn. Đấy, đấy thì như các bác thấy ở đây là cái loa này CD thì vẫn còn đang đọc đĩa nhá. Đấy, đang đọc đĩa. Đấy, nhưng mắt này nó cũng hơi lâu rồi nên là nó đọc sẽ hơi lâu một xíu. Nhận đĩa hơi đâu mà có những lúc này nó còn đâu đít luôn. Đấy, nhưng bác thấy sẽ có những lúc đọc đĩa có lúc không. Đấy, mắt nói chung là hơi kém rồi. Đấy, thì con này em bán là coi như là không CD nhé. Thì bác nào cần CD đọc thì về là bảo các anh thợ mang nó, các anh thợ bảo các anh bảo dưỡng thêm cái mắt cho nhé, anh bảo dưỡng thêm mắt cho. Còn đâu là cái này thì em bán coi như là không CD nhé. Đấy, đây là chức năng CD nhá. Bây giờ em sẽ test sang cái chức năng đường quang này. Đây, đây thì mình muốn phát quang thì mình sẽ cần có nguồn phát. Nguồn phát là cái con CD này. Đấy, được chưa? Đây, các bác chờ tí nhé, cái nguồn phát quang đang chuẩn bị đây, em nguồn phát quang đây rồi. Đấy, nhất thì mình cần cắm dây quang từ đường quang ao này đưa vào đường quang in của cái con X7A này nhá. Đấy, sau đó thì mình phát quang từ thiết bị quang ra. Đấy, thì nó sẽ nhận tín hiệu này. Đấy, và ra tiếng như này, đơn giản chưa? Xếp máu thu sinh vui bước đăng trình mười sáu tròn trang, ghi trên bảng sung lời thề kinh nhân tám hướng thành đời. Gió vút mây ngàn tan đến khe núi đâu dễ sơn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai cho tim ước vọng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa mười sáu trăng tròn anh đêm tuổi em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá trái đường bên. Vẫn biết xưa giờ đây nhá, chạy ok đường quang này. Đây còn đường điện thoại nha, các bác bấm input đây và chuyển sang đường line này. Đấy, sẽ có tiếng ra thôi. Đấy, hồn vương vẫn mãi trong mơ mong sao duyên kiếp độ về nơi bên xưa. Đấy, được chưa? Đơn giản nhá. Chúc nữ vẫn đợi chờ trong gió. Cho một chàng ngay và luôn ạ. Chàng ngon là phải từ từ. Chào ô long cùng.
các bác nghe này. Thâu đêm làm đàn mối tặng người thương, hẹn nhau ta đợi chờ anh nắm tay em, nhìn anh mắt cầm đàn mối em muốn đánh hoài. Anh ơi đàn mối đây, đàn mối này làm niềm tin. À, bây giờ đang nghe một đoạn ca khúc nhạc acoustic nhá. À, con này nó nghe được khá là nhiều các thể loại nhạc và nó khai thác được rất tốt cái chất âm của cái đôi loa mà mình ghép. Em chào anh hơn tất cả, giọt lệ giọt tim em. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình xây bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu anh. Lời thề nguyện một năm sau em vẫn nhớ, làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho em đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh nâng giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế. Vội vàng chưa cạn lời đêm đã vội tan, còn buồn nào hơn phút chia tay. Tìm nụ hôn cho nhau lần cuối, em bùi ngùi anh lo sợ nhiều. Trên đường về đêm vắng điều hưu đàn... Ok nha, thì đấy là con OnCX 7A. Đấy thì con đi OnCX 7A này thì có giá bán là đi thôi thì bán 1.190.000 thôi, em bán là đi 1.050.000 cho các bác nhá. 1.050.000 đồng này. Đấy thì bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979 1682 để đặt hàng nhá. Em xin chào các bác ạ.